Người Pháp ăn hải sản như ở Việt Nam không? Ôi rồi Việt Nam, hôm nay Will Moon rồi tiêu. Tam hải sản bạn có thể ăn ở Pháp. Ăn được không? Ở Việt Nam, Will ăn hải sản nhiều lắm. Nhiều loài tôm, bê bê và rất nhiều cua. Ôi rồi. Nhưng ở Pháp, Will chỉ có ăn khi có khác. Will phải đi mua ở địa phương của Pháp. Mỗi thành phố lớn đều có khu chợ địa phương mà người ta gọi nó là Leal, nơi mà bạn có thể tìm thấy thức pham tuổi hoa quả, tết và hải sản. Có nhiều tôm ở đây, nhiều tôm hùm ở Việt Nam. Ulala, Will đã mua 4 hải sản để giới thiệu cho mọi người. Will mua nhiều lắm và hôm nay Will có hấu miễn phí. Ulala, món hải sản đầu tiên mà mình sẽ luôn chọn ở một nhà hàng Pháp. Đây là một món ăn chua được gọi là tô de cabillaud et sauce blanche. Và lần nào Will cũng đang xem sắc cả phần ăn cho tôi tan giấc nước sốt cuối cùng. Còn bây giờ, Will sẽ giới thiệu cho bạn 4 món hải sản mà bạn sẽ thích. Đầu tiên là con trai. Bạn có thể ăn món này bằng dĩa. Còn với người Pháp, chúng sẽ sử dụng vỗ của con trai này để ăn con tiếp theo. Rất là đặc biệt. Nó là hải sản Will thích nhất, 100%. Tiếp theo là một con quả turtle mà bạn có thể chia nữa rồi mỗi ăn. Phần màu đỏ là phần ngon nhất của món này. Oh là là. Và Will có thể ăn món này mỗi ngày. Tiếp theo, hàu là món bạn có thể tìm thấy ở bất cứ nhà hàng nào ở bờ biển Pháp. Người Pháp thường ăn món này vào dịp Giáng sinh. Nhưng nếu bạn sống gần biển, bạn có thể ăn nó mỗi ngày. Người Pháp dùng dĩa và rau để ăn tôm. Một chút phức tạp, Will vẫn thích sử dụng bàn tay như ở Việt Nam. Gia đình Will rất thích nấu les gambas à la plancha, nấu với dầu ô liu và dầu vàng chanh. Rất ngon. Ok, để tìm mua món hải sản phổ biến nhất ở chợ địa phương. Cái này! No. Đây là một con cá kiềm, một loài cá khá độc lạ bạn có thể tìm thấy ở đây. Món nổi tiếng nhất là cá mồi, chính là món à la plancha nướng. Thêm một chút khoai tây chiên và salad và bạn sẽ có một bữa ăn chuẩn kiểu Pháp. Cá hồi cũng rất phổ biến và ngon ngựa. Tuy có thể tìm và bắt cả loài hải sản ở khắp nơi, nhưng sẽ vẫn có những loài không thể ăn được. Nguy hiểm quá. Ok mọi người, video review tiếp theo mình sẽ giới thiệu chả sữa Việt Nam cho người học sinh Pháp. Các em uống được không? Ngon quá.